của mình mà mình cũng gầu cái đó, mình tủi thân, mình không có nhà ở, khổ khóc hoài à, ngủ không được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện xã Nha Mân, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì cùng với các anh em Bùi Hồ sẽ xuống nhà cô Cam. Nhờ sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân thì anh em sẽ tiến hành khảo sát nhà cô Cam để có thể là cắt để cho cô Cam có một cái ngôi nhà ấm cúng cũng như là tránh mưa tránh gió trong mùa mưa bão này. Vì sáng nay thì cũng đi sớm 8 giờ chạy hơn 2 tiếng mới tới dưới này. Thì hôm nay thì Bùi Hồ có đi với anh Vũ là thợ sắt với lại Đạt là thợ hồ để mà có thể xây nhà này. Đạt, đi trước đi Đạt. 300-400 mét. Đạt ra trước chào khán giả đi, ơi. Đi ra trước đi Đạt. 300-400 mét nhá. Nói chung là vật tư thì chuyển vô là cũng khó đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ là một là để giống như kêu xe tới đây đúng không? Mình kêu xe đá cát rồi tới đây. Dạ. Rồi xong rồi mình đẩy xe gùa vô đường này. Hoặc là kiếm cái xuồng nhỏ đó anh, đi cái đường mương này nè, chuyển xuống cái xe, cái xuồng đó là chuyển vô. Thì ở đây mình bơm cát cho được phải không? Dạ được, nói ống tại có người đã bơm rồi. Dạ. Anh có quen cái anh bơm cát không? Quen dạ. Cát anh kêu được không? Dạ chắc được, cái đó thì vụ đó chắc là kêu được, tại cũng gần vòng vòng đây, người ta kêu rồi, mình chắc mình xin số điện thoại người đó thì mình kêu được. Dạ. Là đi xuồng đi đường như thế này đó hả? Dạ, đi xuồng đi vô dạ. À. Em nghe anh những ngày hôm trước mà có dắt mình, có hướng dẫn mình đi của lại chị Hương. Mà chị Hương thì hôm nay bận. Cái đường này để xe gồ được không Đạt? Dạ. Có bả không? Mưa này nó để được, gồ được. Đi đi. Thôi, giống như là nó cực quá anh hiểu không? Đi xuồng thì khỏe. Đi xuồng thì nó khỏe hơn. Dạ, đi xuồng thì khỏe hơn. Dạ. Để đó kiếm mượn chiếc xuồng khoảng 12 dạ vậy đó, đẩy từ từ vô. Nói chung là chung tay để mà hỗ trợ con, thấy quá vất vả nha. Dạ. Thì em thì nữa chắc cũng qua đẩy phụ rồi vô quá chứ giờ sao vậy. Dạ. Cũng gán làm cho bác cái nhà đi cho nó sắp đời bác nó khỏe. Này là đi xuồng rồi. Đi xuồng cũng được, rồi ra sẽ chắc đi xuồng rồi chắc rồi. Đi xuồng chắc rồi. Đẩy cho nó cực tốt. Còn khác nữa mình nói đường ống đi đường mà. Người ta chịu nói dài tới đây được không ta? Chịu chứ anh. Giống như là mình thêm cho người ta vài trăm ngàn người ta nói chứ gì. Dạ. Ở đây là thâm sơn cùng cốc rồi. Ngoài đồng rồi đúng. Cuối cùng. Nhà bảo là tới ruộng thôi. Anh Vũ với lại Đạt ơi. Nói chung là đã kiếm được ở đây nữa, nói lại lần này là lần thứ hai thứ ba kiếm được ở đây thì chỉ có dân mới chỉ được thôi. Mới qua quá. Tỏ đi ra đi lạc luôn á. Anh lạc luôn hả? Ừ. Tỏ đi ra đi lạc luôn. Đi thăm kia đi ngược cái lại. Sao cũng tội. Cô sống ở đó hả? Dạ. Cô có 4 người con mà. Còn một người dướng đang dính ở trên Bình Dương chưa về được. Dạ. Dạ con Tư Khi. Con chào bác. Hả? Con chào dạ, bác. Con của Tư Khi. Cẩm nhà. Thấy không? Nước này nè, quay nước này nè, quay nước này là cô Cam phải sử dụng nước này để mà uống nè, để mà nấu ăn đó. Cái cầu này ha. Ô cô, nãy đi vô trời mưa không? Kinh nó là vô đây. Qua đây luôn nè. Có đem thước đồ theo không anh? Ủa? Con chào cô. Dạ, ở ngoài mưa gió rồi sao cô Cam? Con bị được không? Dạ, được. Dạ. Trời ơi, mưa dạ. Này lên chưa mấy? Mới đóng nãy gió hả? Cái đó rồi nè. Gần nè. Đây nè giật.
gần nè, cột quay gần đây coi. Nè, quay cái dây này nè, cột giùm cột bằng này nè, thấy không? Rồi rồi, câu ấy đi. Rồi câu mở ra cho sát, đẩy ra đi. À, chị ra đây ngồi đi. Đang lấy dây hả chị? Chích ngừa hả? Ngừa Covid đó hả? À, thuốc Anh hay gì chị? Trung Quốc mình cũng hành đó hả? Ờ, qua đây ngồi đi chị. Sức khỏe cô cũng ổn hả? Trời ơi, nãy hoài rồi, hôm nay muốn bệnh hoài, mấy bữa nay nó bệnh. Dạ. Ngủ không được, bệnh. Sao ngủ không được cô? Rầu nhà mưa dột rồi cái ngủ không được, rồi hai mẹ con ngồi dậy ngủ không có được. Dạ. Gió ra. Dạ. Rồi có khi chạy trốn. Trốn thôi rồi hết mưa mẹ con mới về đánh dây tiếp. Dạ. Sáng nay cô ăn gì chưa? Ăn cơm với hột vịt, cái cô ấy cũng cho. Dạ. Hột vịt này người ta cho luôn hả? Cho luôn. Đây nè vịt. Ê, cái cô gì qua đây? Chị Hương gì á? À. Có cho không qua. Đây, hột vịt nè. Đó, thấy không? Là người ta chị Hương đem vô cho hôm trước chị mà dẫn mình vô á. À, cô hôm nay thì con muốn đến đây thông báo cùng cái tin cùng với gia đình của mình là có một mạnh thường quân muốn hỗ trợ cho gia đình mình cắt lại cái căn nhà mới. Thì không biết là cô có đồng ý không? Nè, đồng ý chứ cảm ơn người này kia với chú với cậu với cô rồi cho được cái nhà đặng giọt mưa giọt nắng rồi thì ở không được á. Dạ. Muốn yên cái gió là một hồi à, lưng hết trơn. Dạ, quay đó kìa. Mưa không lỡ tạt. Đó, mưa lỡ tạt đó. Dạ. Rồi cô có mấy người con của cô có hỏi ý kiến về để mà các nhà nó có hỗ trợ các nhà mấy người con của cô có đồng ý không cô? Thằng ở trên thành phố thì nó ở trển á thì nó về cũng không được thì cũng ấy nó cũng chịu nữa. Dạ. Mà không có giúp được nha, tại vì nó mần ở trển cũng khổ nó không có về được. Rồi cái thằng này thì họ cũng không có, lúc này thất nghiệp và không có mần được rồi đâu có mua gạo ăn đâu, rồi cũng người cho này cái cô phụ nó lục bệnh rồi đó là tiếp á. Dạ. Cho nó ăn đi, chừng nào người ta mướn mấy có đi mận mới có tiền mua gạo thêm. Dạ. Ừ, cũng khổ nữa, không có tiền mua thuốc hút rồi lên. Rồi ở bên đó là anh em của cô hay sao? Không phải, cái đó là ấy của nhỏ này. Ông nội. Ông nội á, ông nội bên đó. Đất này là sở hữu của mình luôn ha. Dạ. À, để biết để mà có thể mình thông qua với lại chính quyền để mình sửa chữa ngôi nhà của cô ha. Thì có thể là hôm nay thì con đến đây á thì có hướng dẫn thợ đi xuống đây để mà có thể coi để mà tính có cái ngôi nhà mình cất đó cô. Chị chịu không? Dạ. Mừng ha. Hôm trước thì cũng ở đây không biết có mưa lớn không ta? Trời ơi, không có chỗ nào, dân với chị tùm lum hết trơn kìa. Với chị hè hai ba cộng, ba bốn cộng hả? Dừng với chị ha. Ừ, giật lại để nó gió thảy luôn, ngủ đâu cũng được coi. Trời mưa là ngồi trong ngóc, mấy chạy qua nhà là chốt của anh á. Đâu ở đi được đâu, gió bên đó đưa vô. Ở trời nó chắc ép rồi đó, đưa vô vào cho mà chắc. Dạ. Hết mưa mới dám ngủ. Chứ đâu có ngủ được đâu, cái năm bạc. Trời trời, tạm này quay đó cho bạc cho giật. Đâu có lấy được đâu. Còn cái máy đằng trước kìa, dựng quay cái máy đằng trước coi. Đó, quay từ cái máy ra trên đó. Thấy không? Thấy cái máy ở trên đó. Trời ơi. Đạt ở đây máy cũng đạt. Cái nhà của cô thì cái diện tích của bà ngang là bao nhiêu cô? Mở máy Úc qua đó dựng luôn. 3 mét rưỡi. Còn chiều dài. Dài ngang qua từ đó tới cái cao này là 10 mét. 10 mét. Dạ, cái cao này thôi chưa lên. À. Tới cây cao nào? Từ cái cây này. Dạ. Nó đến đằng sau là 10 mét. Dạ. Bề ngang là 3 mét rưỡi. Dạ. À. Thì không gài nước nó có lên ngập không đó, cô? Đó, mà lót đi đó người nè, tới đây bò lên tới chỗ nấu cơm luôn. Nước bò lên tới đây hả? Ừ, nó bò lên tới đó nấu cơm, nó mất lót con khúc này nè. Này mà khô mới dở. Đây nè, vẫn quay đó kìa, nó lót nó ngập. Đó, nó lót ngập lên đi, ngập lên tới đó đó. Ngập. Rồi chỗ nấu cơm. Bếp luôn. Bò lên tới bếp này luôn nè. Đó. Rồi không? Rồi hổng dài rồi một cái tô hương rồi tôi hỗ trợ tiếp. Đó, hỗ trợ cho đồ ăn thì làm giặt cái kia đó với gạo với người sớm người ta cho là nước mắm rồi gạo. Cái hổng đâu có nước mắm rồi ăn biết sao không? Không có tiền đi với trời bị cấm dịch nè.
ăn gần cả tháng trời, mua muối muối kho ăn với cá với này kia chứ đâu có nước mắm đâu ăn. Rồi nhờ cho người này cho không có nước mắm ăn. Dạ thì hôm trước con cũng có quay cái clip của cô lên đó, thì cũng có mạnh thường quân là hỗ trợ cho mình cái nhà mới, nhà tiền chế mà mình cuốn nền, mình cuốn nền lót gạch ở dưới. Cũng có mời mình giờ luôn, tại vì cái tánh thì thấy khổ cái bắt đầu khóc và nó không có nghẹn lời, nó không được, cũng cảm ơn giùm nha, không nói không có được. Dạ cô khóc nữa nè. Thôi thôi cô nín đi, có nhà mới là mừng lên chứ sao sốc cô. Như mừng mà cũng mừng mà mình cũng gầu cái đó, mình tủi thân mình không có nhà ở, khổ khóc hoài à, ngủ không được. À. Có nhà mới rồi. Có nhà mới rồi. Chúc luôn là ngon lành đó. Tối hai mẹ con ngủ con có chị đâu? Dạ cái về bên nội. Về bên nội. Dạ học. Ở với ba ha. Dạ ở với ba với nội. Vậy là nhà nội gần ở đây không? Dạ bên mép cái tôn bên dọc đường á. Dạ. Có nghĩa là mình ly dị rồi nhưng mà con nó vẫn qua lại. Dạ. Ha. Dạ. Lâu lâu thì cứ qua chơi rồi chiều đi về trả em thành. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay á thì con có dắt hai em thợ xuống để mà coi khảo sát cái nhà mình. Rồi để tính toán lại coi để có thể tiến hành khởi công làm để thâu nước mai mốt là nó ngập. Nhà của mình thường mỗi năm á nước ngập lên tới bao lâu tới bao cao? Đấy chẳng như nè. Là hết rồi ha. Ừ, hết rồi. Có khi nào nó lên tới trên này không? Không có, ít lắm. Không có tới đó đâu. Cỡ vậy trở lại là dữ lắm à. Cỡ tới đây à, trở lại. Sụn gì sang quần đi không có nấu ăn nấu cơm đi chợ rồi. Dạ. Rồi vậy là cuốn nền bao nhiêu tấc đặt? Cô nói vậy á. Mình tính từ mặt đất này lên 5 tấc đây. Mặt đất lên 5 tấc ha. Rồi bây giờ Đạt với anh Vũ tiến hành ấy đi. Để mình thống kê lại, mình dự toán coi cái đó là khoảng bao nhiêu tiền á. Để có thể mình biết để mình cân đối cái chi phí. Mai mốt là có người hỗ trợ để mà vận chuyển vật tư đồ vô không cô? Chuyển vật tư hả? Dạ. Chưa thôi, tôi nữa kêu mới biết chứ không biết nữa. Không gành, tại vì hồi đó thì không biết vụ này nữa. Tìm vật tư ngoài này thôi, ngoài đầu dàm nãy chỗ em dắt anh vô á. Ba gác nó chở vô tới ba gác chở vô tới đầu đường đó, mình chuyển vô đây. Khoan giếng đồ không anh Dẫn? Chừng té nha, đi vô chừng té, nương nương á. Dịnh qua cái cột, không có gió dịnh. Cái con này là nó có bằng. Tên hết. Tới đây là 10 mét đấy mà chị. Nước mương này mình vẫn còn đang sử dụng đó hả? Dạ. Ở đây mình có xuồng không chị? Dạ. Nữa mình đẩy vật tư đẩy bằng xuồng vô hả? Xuồng nhưng mình đẩy xe rùa. À xe rùa sao á? Xuồng nó đẩy bỏ. Nói chung là nhà của mình so với mặt đường nó sâu quá. Dạ. Đó. Cô đâu rồi? Mẹ ơi. Cô trước. Cô đeo con mít. Nghe hỏi vậy nè. Thời gian là bao lâu nó mới nước nó dâng lên con? Khi nào? Ít bữa cả tháng gần 16 giờ nước lên rồi. Nước lên rồi nó giật xuống không hay là nó nằm ở đó luôn? Giật chứ không có nằm luôn. Cái nước dòng á, nhảy dạ. Giật xuống nước lớn hay sao? Dạ. Thì mình đừng có hỗ trợ cho cô có nhà vệ sinh đồ rồi đầy đủ hết luôn. Rồi cây nước đồ đó cô. Nước thì chừng nữa có thể là mướn người ta khoan. Không có đi nước cây được á. Người ta đi nước vô đây được không cô? Được. Ra ngoài chút cổng ra ngoài hải đi vô đi được nước cây á. Nước cây đi được hả? Đi được. Tại vì ở ngoài này có người đó ta về kẻ ngoài nhà đó có xe đi đường đi nước khỏi sang. Ừ. Mình kia coi thôi người ta. Đây là tính hết luôn đi. Cây nó như cái nền là nó 10 mét. Nhưng mà mình cắt không tới đây được nè. Mấy cái cây này thì mình năm gần trước có 1.5 mét được không? Từ đây khoảng giếng mới có. Từ đây năm đông ra trước này khoảng 1.5 mét được không? Còn coi như mình đâm cái máy kết nhỏ cho anh nhiêu thì nhiêu cũng được, tại vì tới thì ngoài đó là mà được nhiêu có được. Sao anh Hùng? Dạ. Tính cái nhà tắm nhà cầu mình ghi người tôn mình có che ra khỏi cái nhà tắm nhà cầu không? Từ tới đây là 10 mét. 10 mét ra tới đây là nhiêu ta? Kể, nếu như 10 mét ra đây cho 2 mét. 2 mét nữa. Là kể như 12 mét luôn, 12 mét là luôn nhà tắm nhà cầu. À, sàn nước cặp bên luôn. Ừ. Vậy mình cắt cái nhà tiền chế là trong 10 mét.
còn 2 mét ngoài sau là nhà vệ sinh với sàn nước. Mà mái tôn đi ra luôn. Che mái tôn ra luôn. Khỏi cái nhà tắm nhà cầu luôn đó ha. Dạ khỏi đúng rồi. Sàn nước luôn. Đúng rồi. Rồi mình phủ cái sàn nước luôn anh. Chứ nãy trước một mình xài cái rửa nó chạy ra tới 13 mét rưỡi. Mình xài nước thì sao đó. Đâu có, mình tới tính 12 mét rưỡi thôi, có nghĩa là nhà của mình á là 10 mét. 10 mét ở đằng sau là 2 mét đằng sau là mình để nhà vệ sinh. 12 mét. Tại đây nó đụng mấy cái cây này nè, nó hát đây nè. Là tổng là 12 mét. Ngang thì mình không có thể cắt rộng ra được nữa. Thì mà ngang chỉ tối đa chỉ có 3 mét rưỡi. Dạ. Vậy ha cô ha. Hôm nay thì con đến đây con thay mặt Mạnh Thường Quân thì thông báo cho cô tin mừng là hỗ trợ cho mình có cái ngôi nhà để che mưa che nắng cho nó an toàn, tối ngủ cho nó êm. Thì cô cũng muốn nói là gì với Mạnh Thường Quân không? Thì cũng trước thì cảm ơn mấy cô mấy gì mấy cậu mấy chú giúp đỡ cho được, cảm ơn nhà ở cũng nắng giục mưa, cảm ơn nhiều lắm. Dạ vậy có chị khóc mà thì có muốn nói là gì với Mạnh Thường Quân không? Phải rồi, đang quay phim chút phải rồi. Con thôi thì cũng cố gắng đi, vài ngày nữa thì được thì mình sẽ tiến hành mình thử thông minh làm cái căn nhà mới cho mình hai cô ha. Cô đừng khóc nữa nha. Một lần nữa thì Địa Hồ cũng thay mặt cho gia đình của cô Cam chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho cô có một cái căn nhà để mà che mưa che nắng để đúng như cái tâm nguyện của cô. Chắc có lẽ là mình sẽ chia tay với cô về để coi Đạt với lại anh Vũ rồi tính cái căn nhà này nó khoảng giá bao nhiêu tiền, kể cả luôn tiền hồ và tiền tiền làm hồ rồi tiền sắt với lại tiền điện đâu luôn. Xin chào cô bác.